Hey buddy, mình là Hoàng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình. Thì năm nay cũng như năm ngoái thì mình có làm một video về ăn bánh trung thu. Thì năm nay cũng tương tự, thì đến dịp trung thu rồi thì cùng nhau hưởng thức ngày bánh trung thu nhé. Thì năm nay mình cũng sử dụng bánh trung thu của The Coffee House luôn. Và cái sự khác biệt của năm nay thì cũng tương tự như mỗi năm, thì mỗi năm The Coffee House đều có một concept khác nhau. Thì năm nay là The Turn Up Cội. Đây mình có để cái hình ở đây ha. Thì năm nay mình không có inbox nữa vì năm ngoái mình đã xem lại cái clip của mình rồi, thật là dài luôn và mình xem rất là mệt mỏi. Nhiều khi mình làm rồi mình xem lại mình còn thấy chán mà muốn chỉ các bạn xem đúng không. Thì so với năm ngoái thì mình uống nước yến, thì năm nay mình sẽ không uống nước yến nữa, mình sẽ dùng trà. Và trà này mình đã pha loãng với lại nước rồi nên là nó sẽ như thế này đây. Ok, thì bây giờ cùng mình bắt đầu video ăn bánh trung thu nhé. Bắt đầu nào. Ok, thì năm nay mình cũng ăn 4 bánh giống như là năm ngoái, nhưng có điều là vị nó sẽ khác một tí xíu. Năm ngoái mình sẽ có một cái bánh bị trà xanh, nhưng mà năm nay chắc chắn sẽ không có nữa. Không biết tại sao The Coffee House lại không làm bánh nhân trà xanh nữa, nhưng mà thật là may mình cũng không có trà xanh cho lắm nên là không có bánh đó cũng ok. Và năm nay mình sẽ thay đổi concept là mình sẽ không chia sẻ cho các bạn là có bánh nào bị gì, thì mình sẽ ăn luôn và mình sẽ cảm nhận xem có nó bị gì, mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Thì bắt đầu cắt bánh nào. Đây mình có chuẩn bị một cái con dao để cắt bánh. Mình sẽ cắt cái bánh đầu tiên. Mình định cắt bánh từ trái sang phải nhưng mà không may là mình quên sự tính toán đó rồi, nên là mình cắt cái bánh này rồi ha. Ok, mình sẽ quay cho các bạn xem cái nhân bánh. Mình sẽ cắt một cái phần nhỏ thôi để mình ăn hết. Mình sẽ không ăn hết nổi đâu. Ok. Năm nay mình rút kinh nghiệm hơn về việc cắt bánh nên là bánh của mình nó sẽ đẹp hơn. Và đây là cái miếng bánh đầu tiên của mình. Đây, các bạn thấy ha. Đây là cái bánh của mình. Mình chưa biết nó là vị gì luôn. Mình ngửi mùi thì mình chỉ thấy mùi của trứng muối thôi, nên là cũng không thể chia sẻ cho các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn luôn nha. Một rất là mùi trứng muối. Ok, mình đã ăn xong cái miếng bánh đó rồi. Thì sau khi mình ăn xong mình cảm nhận được có cái vị mùi của khoai môn trong đó. Hình như là vậy á. What the hell? Mà tại sao nó không màu tím ta? Các bạn nhìn nè, cái bánh của mình. Khoai môn là cái màu nó hơi đen đen như thế này sao? Hơi lạ ha. Mình tưởng là khoai môn là sẽ cái màu tím chứ. Ok, thì đó là xong cái bánh của mình rồi. Thì cái vị này nó cũng không quá đặc sắc lắm, kiểu nó cũng nhẹ mùi á. Mùi vị này thì khá dễ ăn, nhưng nó không gây ấn tượng gì cho mình lắm. Kiểu là một cái bánh trung thu bình thường thôi. Ok, mình sẽ qua cái bánh thứ hai nhé. Bây giờ mình sẽ cắt cái bánh này. Đây, đây là cái miếng bánh thứ hai của mình. Mình thấy nó lộn xộn nhiều như vậy, mình nghĩ nó là một cái bánh nhân thập cẩm. Để mình ăn xem như thế nào ha. Đúng rồi, đây là cái mùi vị thập cẩm luôn, chuẩn thập cẩm. Nhưng mình khá thích cái bánh ở The Coffee House ở đây, chính là cái vỏ nó mềm chứ không phải là loại vỏ khô và loại vỏ cứng. Thì hồi xưa thì bánh trung thu thì mình sẽ không có nhiều để mình được lựa chọn, và thời đó kinh tế của mình cũng không phải là khá giả lắm, nên là việc chọn những cái loại bánh trung thu mà giá cao một tí xíu để mình mua mình ăn á thì khó để có thể chi tiêu. Và khi mà bây giờ mình có nhiều tiền hơn rồi nên là mình mua được những cái bánh vỏ mềm và mình thấy thích hơn. Rất tuyệt, mình thích cái bánh cao cẩm này. Thật sự ra thì cái món basic của mình là món bánh trung thu hạp cẩm. Nó kiểu là nó là cái bánh cơ bản nhất á, ai ăn cũng được á. Ok, mình cho 5 sao cho cái bánh này. Còn cái bánh khoai môn trước đó thì nó không gây gì đặc biệt cho lắm, mình sẽ cho là 3 sao. Ok, bây giờ mình sẽ qua cái bánh thứ ba nhé. Mình cũng để cho các bạn xem luôn.
Đây, đây là cái bánh thứ ba của mình. Chắc mình để cho các bạn xem gần hơn một xíu nha. Đây. Xin lỗi các bạn nha, do hôm nay trời mưa á nên là mình không quay được cái thời gian sớm hơn để cho ánh sáng tốt hơn á, nên bây giờ mình đang vào buổi chiều rồi. Nên mình sẽ dùng cái ánh đèn á nên nó sẽ không được tốt lắm. Thì mình nhìn trên cái miếng bánh nhỏ mình đã cắt ra để ăn thử á, nhìn nó cũng giống là một cái bánh thập cẩm. Không lẽ một chiếc hộp của The Turn ớt cuội lại có hai cái bánh thập cẩm sao? Mình nhớ là hình như là có tên hai cái hộp cẩm nhưng nó sẽ là hai cái vị khác nhau á. Để mình ăn thử xem coi cái này sẽ vị hộp cẩm như thế nào nhé. Không có gì khác biệt so với cái bánh thập cẩm trước đó. Chờ mình xíu nha, để mình xem coi cái loại thập cẩm này thập cẩm gì nhé. Ok, mình xem lại cái vỏ hộp thì cái đầu tiên của mình là thập cẩm bát bủ. Cái bánh trung thu mình vừa ăn là cái thập cẩm bát bủ. Còn cái bánh này mà mình ăn là vị gà quay vi cá. Mình nhìn hai cái nó giống như vị hạt cẩm ha. Mình ăn mình không cảm giác có cái vị gà quay hay là vi cá gì chẳng. Mình cứ nghĩ nó là hạt cẩm thôi. Mà nhưng ăn ok hết nên là mình cho cái bánh này 5 sao luôn. Rồi, bây giờ vô cái bánh cuối cùng của mình. Chiếc bánh cuối cùng ở đây. Trước khi mình ăn cái bánh cuối cùng, cái bánh mà mình đã cắt sẵn ở đây, thì mình sẽ uống một chút nước để cho nó thấm vị mình đã vào. Cái vị ngọt nó đang rất là nhiều ở trong cái miệng của mình rồi. Bây giờ mình sẽ uống một chút xíu nha. Ok. Rồi, thì các bạn nhìn cái bánh cuối cùng màu đen như thế này thì chắc bạn cũng hình dung ra được đó là cái vị gì đúng không ạ? Thì màu đen thì mình chỉ liên tưởng được là một là mè đen nè, hai là đậu đen. Nhưng mà đậu đen thì chắc ít cửa hàng nào mà làm một bánh trung thu nhân đậu đen. Thường người ta sẽ dùng mè đen nhiều hơn so với đậu đen ha. Ok, để mình xem cái tên của cái bánh này là vị gì nhé. Đợi mình tí xíu. Rồi, chiếc bánh cuối cùng của mình có vị là mè đen hạch đào. Okay. Mình định đọc là mè đen hạch đào đó. Hạch đào là gì ta? Nếu các bạn biết được hạch đào là gì á thì comment giúp mình dưới video nhé. Hiện tại mình đang ăn cái bánh này mình không có search được á nên là mình không biết hạch đào là như thế nào. Mới đầu mình tưởng là hạch đào hay cái gì đào nó. Mình tưởng là hạnh nhân hay gì đó mình cũng không biết nữa. Ok, sorry các bạn, bây giờ mình sẽ ăn nhé. Đây là cái miếng bánh cuối cùng ngày hôm nay. Ăn nào. Xin lỗi các bạn nha, mình đang ăn hết. Nhưng mà mình không có cảm nhận được cái vị gì là mè đen ở trong cái bánh này cả. Hạch đào hả? Mình cũng không nhận biết được hạch đào là như thế nào ở trong cái bánh này luôn. Ngọt thì vị ngọt vừa phải, nó không quá ngọt. Nhưng mà nó sau đó mình cảm thấy nó hơi dính dính và mình cứ nhai đi nhai lại hoài mình mới nuốt được. Cái bánh này thì nó cũng không gây gì ấn tượng cho mình lắm. Mình chắc cũng nghĩ là mình sẽ cho 3 sao giống như cái bánh nhân khoai môn. Thật ra trong cái xếp bánh của mình á là mình sẽ không có bánh khoai môn mà
cái bánh của mình là phải bánh vị cà phê. Nhưng hôm nay mình đến The Coffee House á, thì họ chia sẻ là hết bánh cà phê rồi, nên là hỏi mình muốn thay thế một cái vị nào khác, nên là mình lựa chọn cái vị khoai môn xem thế nào. Mới đầu mình nghĩ là màu tím á, nhưng mà khi cắt ra thì nó không phải là như mình mong đợi. Ok, thì đó là tất cả những gì mà mình chia sẻ các vị bánh trung thu mà mình ăn ngày hôm nay. Thì trước khi kết thúc thì mình cũng muốn cho các bạn xem một tí xíu về cái hộp của The Coffee House năm nay như thế nào đó. Concept nó khá là đẹp á, khá là hay. Chờ một tí xíu nhé. 2 hours later. Đây là cái hộp The Coffee House, The Turn Up Cuội của mình. Xuất sắc. Thì cái concept lần này thì The Coffee House làm theo dạng sổ tay, một cuốn sổ khá là lớn. Đầu tiên cái trang bìa màu đen thế này đây. Vô đây là những cái câu chuyện của The Coffee House. Trước khi mà mình mở cái hộp ra, mình lúc mà mình vô cái app The Coffee House mình thấy là có một cái phần chức năng để mình quét vô cái cuốn truyện này, cái cuốn cuốn sổ tay này của The Coffee House, mình sẽ xem được cái câu chuyện đó. Nhưng mà mình chưa quét thử, có gì tí xíu mình quét thử mình xem như thế nào ha. Nhưng mình sẽ không show nó ra trong cái video này đâu. Nên là các bạn muốn cảm nhận thử cái câu chuyện này như thế nào á thì các bạn cứ mua nhé. Đây, cuốn sách của The Coffee House. Nó sẽ có những cái chức năng để mình mở ra nữa, nhưng mà mình đang cầm khá nặng nên mình sẽ không mở ra ha. Thì các bạn sẽ thấy nè, ở đây mình sẽ có cái 6 cái hộp. Thì bao gồm là 4 hộp của cái 4 bánh trung thu của mình. Một hộp như năm ngoái là cà phê, và một hộp còn lại đó là các loại hạt để mình ăn. Ở đó có matcha nè, rồi cái hạt gì đó mình không nhớ nữa, mình cũng chưa thử ăn, nên là mình sẽ cứ để trong đây luôn, có gì mình sẽ mời ba mẹ mình ăn. Ok, thì đó là tất cả những gì mình có trong cái hộp The Turn Up Cuội của The Coffee House. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Thì nếu thấy video của mình hay thì nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Và đừng quên follow mình trên Instagram, mình sẽ để đây. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.